Xin kính chào anh chị khách hàng, chào mừng anh chị khách hàng đã trở lại công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Thì hôm nay một buổi chiều vô cùng mát mẻ tại công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh anh chị khách hàng nhé. Giang sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ xây dựng của dự án Westgate đến anh chị khách hàng để anh chị khách hàng cập nhật về tốc độ xây dựng của dự án Westgate chúng ta như thế nào. Và cái đầu tiên như anh chị khách hàng thấy là tốc độ xây dựng cũng khá là nhanh ha. Mọi thứ đều lên từng ngày từng ngày. Thì như anh chị thấy bây giờ Giang sẽ chia sẻ về tháp A. Tháp A dự án của chúng ta đã xây dựng lên tới tầng 16, bắt đầu lên nhóm lên tầng 17 rồi anh chị khách hàng ạ. Còn tháp B đã xây dựng xong tầng 16, 17 và bắt đầu lên tới tầng 18 anh chị khách hàng nhé. Rất là nhanh, chỉ còn 2 tầng nữa thôi là tháp A và tháp B sẽ bắt đầu làm lễ cất nóc và sẽ sớm bàn giao đến những cư dân tương lai khi sở hữu những căn hộ tại tháp A và tháp B. Còn tháp C anh chị thấy khách hàng thấy là đã xây dựng tới tầng 6 rồi, tầng 4, tầng 5 và tầng 6. Còn tháp D của chúng ta là lên tới tầng 14 rồi, rất là nhanh luôn. Tốc độ xây dựng triển khai của dự án Westgate có thể nói là một trong những dự án tại trung tâm với tốc độ xây dựng triển khai rất là nhanh. Rồi, với tốc độ xây dựng này thì anh chị khách hàng có thể chọn ngay cho mình một căn hộ tại dự án Westgate nếu mình chưa sở hữu. Nếu anh chị khách hàng nào muốn đầu tư cho thuê những căn shop house thì cũng vui lòng liên hệ ngay với Giang. Thì bên phía chủ đầu tư trong tháng 9 tới đây, chủ đầu tư An Gia sẽ tiếp tục mở tiếp những căn shop house còn lại của dự án Westgate để cho những nhà đầu tư có thể sở hữu được ngay một con gà đẻ trứng vàng. Vâng, Giang nói thật sự là một con gà đẻ trứng vàng khi mình sở hữu một căn shop house đây để mình khai thác đầu tư, mình kinh doanh, khai thác kinh doanh nè, khai thác cho thuê với cái lượng cư dân lên tới sẽ hơn 2.000 cư dân tại dự án Westgate. Vì sao? Vì dự án Westgate của chúng ta có tổng lượng cư dân lên tới 2.000 căn hộ anh chị khách hàng nhé. Với 2.000 căn hộ này mình cư dân mình khai thác tiền rất là nhiều anh chị khách hàng. Rồi, ngoài shop house thì đợt này chủ đầu tư An Gia sẽ tiếp tục mở thêm những cái căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích 85 và 113 mét vuông. Nếu anh chị khách hàng muốn sở hữu một cái căn hộ để cho đại gia đình 3 thế hệ ở thì chúng ta hãy lựa chọn ngay cho mình một căn 3 phòng ngủ anh chị khách hàng nhé. Ở những vị trí gốc rất là đẹp luôn, view cực kỳ là thoáng tại các tháp của dự án Westgate. Thiết kế của căn 3 phòng ngủ này nếu anh chị muốn xem thực tế, anh chị có thể vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ mời anh chị đến nhà mẫu An Gia Gallery được đặt ở 89 Hoàng Quốc Việt, quận 7. Đây là một trong những nhà mẫu đẹp nhất những thời điểm những năm trước đây và được chủ đầu tư An Gia bố trí những căn nhà mẫu rất là đẹp của dự án Westgate cho anh chị tham quan. Tại nhà mẫu này, chủ đầu tư An Gia có 3 căn hộ mẫu, đó là căn 59m², căn 85m² và căn 113m², cho anh chị có thể xem được những gợi ý thiết kế của dự án Westgate của chúng ta để sau này khi mà nhận nhà thì anh chị có thể dễ dàng bố trí thiết kế theo những căn nhà mẫu này. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của Giang về tiến độ xây dựng của dự án Westgate và những cập nhật giỏ hàng sắp tới sẽ triển khai của dự án Westgate. Anh chị khách hàng đừng chần chừ, hãy bốc máy lên và gọi ngay cho Giang anh chị khách hàng nhé. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án Westgate. Xin chào anh chị khách hàng.